Alo, Thành à. Alo, thầy có lịch chưa thầy ơi? À, thầy đang xem lịch nè. Ờ, thầy khi nào có lịch thầy? À, 15 tháng 6 nha Thành ơi. Lịch 15 tháng 6 nha, thầy đang xem luôn okay, nè. Ok thầy, thì 15 tháng 6 nha thầy. Đại ca ơi, coi đi coi. Alo, chuyện gì mà gọi sớm vậy? Ờ thầy hả, em tới sân tập lái nè thầy ơi. Tới đâu? Thì cái sân tập lái bữa em hẹn thầy đó. Sân tập gì, sân ngậm hôm rồi mà. Bữa ngày 15 tháng 6 thầy hẹn em học lái nè thầy. Trời ơi, thầy có hẹn em tập phần nào đâu Thành. Trời ơi, thầy báo em mà thầy ơi. Em phải bỏ hết một ngày công ra để em học đó thầy. Ôi trời ơi. Hôm đó em hỏi anh đang xem cái lịch Euro. Anh nói em cái lịch là Euro là ngày 15 tháng 6 là khai mạc. Chứ hẹn tập lái xe hồi nào đâu. Ôi trời ơi, thầy báo em quá thầy ơi. Trời đất ơi thằng ơi. Anh phải nói nghe nè, Euro thì 4 năm mới có một lần thôi. Còn em tập lái xe, nay tập được mai tập. Thôi về đi mai tập nha, thầy ngủ tiên cái. Thầy quá với em đi thầy. Thầy ơi, thầy báo thầy ơi.